Xin kính chào và cảm ơn quý vị đã đón xem chương trình Việt Nam đi về đâu. Thưa quý vị, chủ đề chúng ta bàn hôm nay là đàm phán Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương. Kính thưa quý vị, Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương khởi sự đàm phán từ năm 2010, đã qua 19 vòng đàm phán giữa 12 quốc gia với hy vọng sẽ kết thúc tại vòng Tân Gia Ba, đã họp từ ngày 7 tháng 10 từ ngày 7 đến ngày 10 tháng 12 để hy vọng sẽ ký kết vào đầu năm 2014, nhưng cái tin tức cuối cùng là không có đạt được, tức là họ còn phải chờ cái vòng đàm phán đầu năm 2014. Như vậy thì cái ý đồ và trở ngại nào trên con đường đàm phán của Việt Nam? Thưa quý vị, đàm phán giữa 12 nước gồm có Úc, Brunei, Gia Na Đại, Chí Lợi, Nhật, Mã Lai Á, Mễ Tây Cơ, Tân Tây Lan, Peru, Tân Gia Ba, Mỹ và Việt Nam, nhằm tạo ra một khu vực kinh tế ở đó có 800 triệu dân, GDP 27.000 tỷ US đô la, 40% GDP thế giới, 30% kim ngạch thương mại toàn cầu. Nhằm đương đầu với Hiệp định Mậu dịch Tự do Trung Quốc ASEAN và Hiệp định Mậu dịch Tự do đang thương thảo Tự do Trung Hàn Nhật. Bây giờ, và tiếp tục theo đó, nếu thành công thì họ sẽ đi lần đến cái gọi là tiến tới khu vực Mậu dịch Tự do Thái Bình Dương rất là rộng lớn. Việt Nam không muốn đứng ngoài vào cuộc chơi, nhưng tìm cách hạn chế việc hội nhập để khỏi chệch hướng xã hội chủ nghĩa. Hiến pháp Việt Nam bảo vệ chủ nghĩa xã hội. Điều đó nó dẫn tới là anh không thể nào phá vỡ được cái hiến pháp để đi theo cái hướng thị trường tự do. Đó là cái bức cản thứ nhất mà phải gặp. Vì về vướng mắc về hàng hóa chẳng hạn, thì trong khi đó các nơi nghiên cứu cho thấy rằng cái cuộc tranh cãi hoặc là cuộc đàm phán liên quan đến vấn đề hàng hóa, vấn đề ăn cắp tài sản trí tuệ, vấn đề môi trường, vấn đề lao động chẳng hạn, nó có nhiều vấn đề để mà bàn cãi. Thì trong đó vướng mắc về hàng hóa, thí dụ như là hàng hóa Việt Nam về thuế dệt may nhập vào Mỹ hiện nay là 13-30%. Nhưng mà nếu muốn bán hàng cho các nước đó thì phải sử dụng nguyên liệu từ các quốc gia mà mình đã ký kết trong cái hiệp định này, tức là trong vòng đó. Nhưng Việt Nam không bao giờ thi hành. Dù họ đã ký hiệp ước với ASEAN, nhưng mà họ vẫn mua các nguyên liệu từ Trung Quốc và từ Đại Hàn. Cho nên rất là khó. Cho nên họ không được hưởng được cái quyền thuế quan. Thì Việt Nam bây giờ đi con đường, thôi bây giờ ông giảm bớt đi. Tôi không làm cách nào hết, tôi không cần ông giảm zero, tôi muốn giảm bớt xuống tôi. Cái đó cho tôi gọi là hội nhập một phần bị hạn chế mà thôi. Thí dụ như về lao động thì bảo tự do hóa nghiệp đoàn thì Việt Nam không. Trong hiến pháp của tôi đã quy định rồi, nghiệp đoàn là một bộ phận không thể tách rời là của nhà nước chẳng hạn. Như vậy tức là lại bị kẹt nữa. Và doanh nghiệp á, thì người ta nói là đòi cạnh tranh bình đẳng, không có cái sự phân biệt giữa doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân. Thì bây giờ Việt Nam cũng không đó, vì doanh nghiệp nhà nước là giữ vai trò chủ đạo. Thì điều đó là chứng tỏ rằng mình hội nhập mà mình muốn vậy. Cho nên Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng rồi Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khi đến Nhật, khi đến Mỹ, cũng như là khi ở bất cứ gặp cái lãnh đạo nước nào cũng nói rằng thôi ông nới tay đi ông Mỹ ơi, ông thông cảm vì nước tôi thế này, nước tôi thế kia, ông giảm bớt, ông công nhận tôi có nền kinh tế thị trường. Nhưng mà có bao giờ người ta dám công nhận Việt Nam là có nền kinh tế thị trường tự do đâu. Và như thế thì Việt Nam chỉ muốn mở rộng cái thị trường xuất cảng, hạn chế cái hàng nhập từ ngoài, nhưng mà không muốn chấp nhận cái sự cạnh tranh quốc tế. Đó là cái rào cản. Về kế tiếp thì chúng ta thấy rằng hội nhập mở rộng thị trường xuất cảng, cạnh tranh quốc tế sẽ tác hại như thế nào tới phát triển đất nước Việt Nam. Kinh nghiệm gia nhập tổ chức mậu dịch
năm 2006 cho thấy rằng hiện nay Việt Nam không chịu cải tổ cho nên đã trở ngại. Và chúng ta thấy rằng Việt Nam có 127 tập đoàn và tổng công ty nợ tới 63 tỷ Mỹ Kim bằng một nửa GDP Việt Nam. Rồi nợ phải trả tăng 6% từ năm 2010 cho tới 2012. Rồi nợ khó đòi tăng tới 24% so với năm 2011. Thì như vậy, đầu tư ngoài ngành thì vẫn tăng trong khi chính phủ hô hào đừng có đầu tư ngoài ngành, nhưng mà vẫn tiếp tục đầu tư ngoài ngành. Rồi cải cách doanh nghiệp thì có cái kế hoạch là từ năm đến năm 2015 thì chỉ còn 600 doanh nghiệp mà thôi. Và 2020 thì 300 doanh nghiệp. Nhưng chúng ta duyệt lại trong 2012 chỉ có 12 doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa thôi. Và như vậy thì không có thế nào mà có người ta có thể tưởng tượng được trong còn một vài năm mà có thể dẹp hết cái chừng kia được. Về nông dân là một cái số nghèo nhất, có năm cái nghèo, có năm cái điểm đáng kể của nông dân, là nông dân rất là đông, chiếm gần 70% dân số. Rồi nghèo, lại nghèo nhất nước rồi. Rồi bực, tức là bị thu hồi đất đai, bị cướp đợi, đoạt lại, cứ bực bội rất là nhiều ở tại nông thôn. Và khổ nhất, bây giờ không có lớp dân nào mà khổ bằng nông dân Việt Nam, trong khi họ lại làm ra rất nhiều tiền cho đất nước. Như vậy thì vấn đề ở chỗ là chính quyền bất lực, nhà nước bất lực, chứ không phải người nông dân bất lực. Nông nghiệp thì sản xuất nhỏ, năng suất thấp, kỹ thuật kém, thì tại vì nhà nước không giải quyết. Đó là những vấn đề mà nhà nước phải làm, nhưng mà họ đã không làm. Thì như vậy, thì cái triển vọng gia nhập cái hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương nó rất là mong manh. Bởi vì hội nhập thì họ tính hạn chế thì hiệu quả nó phải tụt hậu. Bởi vì các nước khi người ta gia nhập WTO hoặc họ đã phát triển một cách nhanh chóng đưa đất nước thoát khỏi đói nghèo, nâng lên một cái tầng cao hơn và càng ngày càng phát triển mạnh mẽ. Thì ngược lại Việt Nam từ khi gia nhập tới giờ luôn luôn vấp ngã tất cả những vì một điều duy nhất là không có dám phá bỏ cái hệ thống chính trị. Mà hệ thống chính trị là đẻ ra cái hệ thống kinh tế nhà nước. Nhưng mà người tất cả cán bộ, tất cả giới lãnh đạo chỉ muốn duy trì cái nền chính trị đó và duy trì cái nền kinh tế dưới quyền điều khiển của nhà nước. Do đó là cái bức rào cản mà cần phải bỏ. Bây giờ chúng ta thấy rằng Việt Nam phải cần kinh nghiệm gia nhập WTO, nếu ví dụ Đại Hàn chẳng hạn. Họ là một nước nghèo, tự nhiên khi họ gia nhập WTO, tự nhiên họ phát triển vào Việt Nam bây giờ. Nghĩa là cái số GDP của Đại Hàn bây giờ gấp 20 lần Việt Nam. Câu hỏi đặt ra tại sao vậy? Và các nước cựu Cộng sản Đông Âu chẳng hạn, trước đây họ rất nghèo. Nghĩa là dĩ nhiên giàu hơn Việt Nam, nhưng mà rất nghèo so với các nước khác. Nhưng mà khi họ hội nhập WTO, họ mở cửa, họ thay đổi toàn bộ hệ thống chính trị, họ thay đổi toàn bộ hệ thống kinh tế, do đó họ đã phát triển. Và ngày nay các nước Đông Âu cạnh tranh bình đẳng với các nước ở Tây Âu. Như vậy không có nghĩa rằng khi hội nhập WTO hoặc là gia nhập về hiệp định xuyên Thái Bình Dương là làm cho cái sức cạnh tranh mình bị giảm sút, bị lấn áp trên sân nhà cũng như quốc tế. Mà chính bản thân người Việt Nam, chính bản thân các doanh nghiệp phải làm điều đó. Nghĩa là phải làm sao cho anh có thế cạnh tranh. Mà muốn như vậy, cái hệ thống chính trị đừng có đặt cái vòng kim cô lên đầu doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp. Đừng có đặt cái vòng kim cô lên dân tộc thì mới có triển vọng. Nhờ gia nhập bất cứ hiệp ước quốc tế nào cũng không hề sợ bị người khác lấn ép. Cũng không bị sợ bị thiệt thòi trên thị trường quốc tế cũng như ở tại thị trường quốc nội. Xin cảm ơn quý vị đã đón nghe.